cái đường này thì theo như mình quan sát thì xe cổ họ đi lại cũng khá là nhiều. Đấy, anh em nghe thấy tiếng gì kêu đó không? Tiếng thú rừng kêu đấy anh em. Đấy, chim kêu, sóc kêu rồi tiếng của những cái loài thú ở phía trong trên rừng này kêu đấy. Đấy, phía trước là một bác người Đài Loan còn đang thong thả đi leo núi. Ở phía trên này anh em này, phía trên này là họ lại làm một cái con đường đi lên phía trên kia. Đấy, một cái con đường đi lên phía trên kia rất là đẹp bằng gỗ. Đấy, thì ở phía này bên này lại có một cái biển. Đấy, ghi những cái dòng chữ của Trung Quốc. Đấy, thì bây giờ mình sẽ đi theo cái con đường này đi lên xem là có cái công trình gì phía trên nhé. Wow, đường rất là đẹp anh em ạ, họ làm bằng gỗ này. Phải nói là cái gỗ này nếu như mà làm được cái là phải gỗ tốt anh em ạ. Phải loại gỗ tốt thì có thể tồn tại được giữa trời giữa đất đấy, mưa nắng đấy, chịu được mưa nắng. Đấy. Đường họ làm rất là nhiều những cái cung bậc khác nhau này, những cái bậc thang lên rất là đẹp luôn. Lên tới đây thì đây lại có một cái điểm mà dừng chân anh em này. Đấy. Đây là một cái điểm dừng chân mà người dân Đài Loan họ thiết kế ở hai bên là có hai cái dải ghế để ngồi nghỉ. Đấy. Wow, phải nói là những cái công trình của người dân Đài Loan họ xây dựng phía trên núi là phải nói là quá tuyệt vời luôn. Mình ước gì quê hương Việt Nam của mình tương lai về sau cũng ở trên những cái ngọn núi thì cũng được người dân nước mình sẽ được xây dựng như thế này để cho tất cả mọi người có thể có khu vực vui chơi giải trí, rồi có thể có những cái khu vực để luyện tập thể dục thể thao và đi khám phá cảnh đẹp ở trên núi của quê hương mình. Đấy, phải nói là trên này rất là đẹp. Ở phía trên này rất là, đây là một cái con đường leo núi phải nói là được làm bằng gỗ anh em ạ, được làm bằng gỗ đấy. Trên này có một bác người Đài Loan cũng đang lên trên này để leo núi đi chơi đấy, ngắm cảnh thiên nhiên hùng vĩ của rừng núi Đài Loan. Ni hao, xuống đi chứ pha san. Đây là một hình ảnh của một ông cụ người Đài Loan anh em nhé, cũng đang đi leo núi ở phía trên này đấy. Đấy, ở tại một cái địa điểm rất là đẹp phía trên rừng núi của Đài Loan. Đấy, ở phía trên này thì cũng có một cái căn nhà anh em nhé, một cái căn nhà gỗ được người dân Đài Loan họ làm. Đấy, rất là đẹp để có thể đi vừa đi chơi, đi leo núi và tụ họp đấy, phải nói khá là đẹp luôn. Còn đây là hình ảnh của một người dân Đài Loan hiện tại cũng ở phía trên đi xuống đấy. Ni hao. Ở đây, bây giờ mình sẽ đi lên tới phía trên đỉnh của cái khu vực cái con đường leo núi được người Đài Loan họ làm bằng gỗ. Trên này thì vẫn có một người dân Đài Loan họ mang võng lên đây anh em nhé. Mang võng lên đây để mắc và nằm và chơi ở phía trên này đấy. Phải nói rất là đặc biệt, rất là thú vị luôn. Trên này có rất là nhiều những cái con đường nhỏ. Bây giờ ở đây có một cái con đường nhỏ xuyên đi vào phía bên trong kia luôn. Và đây là cũng là một cái hình ảnh rất là đẹp của hai bạn người Đài Loan ấy anh em, đang leo núi ở phía trên này. Đấy. Và đang còn ngồi nghỉ dừng chân ở phía trên này đấy anh em. Đấy. Đây là hình như là hai vợ chồng thì phải anh em ạ. Đấy.
có hai bạn trẻ đi du lịch, đi leo núi thì cũng lên đây khám phá. Hôm nay phải nói là một ngày mình cũng rất là may mắn được đi theo một cái địa điểm khác thì được khám phá những cái hình ảnh cũng như là thước phim mới trên đất nước Đài Loan. Thì địa điểm hôm nay mình khám phá thì cũng rất là thú vị, là có những cái con đường leo núi cũng khá là đẹp đấy, và một số hình ảnh người dân Đài Loan, cuộc sống của người dân Đài Loan ở phía trên núi, thì đó là những cái địa điểm tụ tập cũng như là họ đi chơi, đi leo núi ở phía trên núi anh em đấy. Nhưng cái cuộc sống trong đời thường, trong những cái ngày nghỉ của người dân Đài Loan ấy, phải nói rất là thú vị ở phía trên núi. Và một cái điều rất là thú vị nữa là mình đã lạc vào một cái khu vực Vương quốc Lăng Mộ, gọi là lớn nhất từ trước đến nay mà mình làm video, mà mình quay video cho anh em và tất cả mọi người xem đấy. Thì gọi là cái Vương quốc Lăng Mộ này thuộc dạng là lớn nhất mà từ trước đến nay mà mình nhìn thấy anh em ạ. Đấy. Và những cái khu vực lăng mộ trên núi của người dân Đài Loan phải công nhận là họ xây quá là tuyệt đẹp luôn. Đấy. Trên một cái ngọn núi thiết kế về cái hình ảnh cây cối cũng như là cảnh vật phải nói là khá là đẹp. Đấy. Còn hiện tại bây giờ thì mình đang còn trên đường đi xuống núi. Đấy. Đây có một như mình chia sẻ là người dân Đài Loan họ mang võng lên đây để họ ngủ đấy, mắc để chơi đấy. Ngồi trên này để quét dọn, khả năng là cũng là lao công anh em, cũng là người công nhân làm vệ sinh những cái khu vực công viên đấy. Bây giờ thì mình đi xuống. Đây là một cái địa điểm mà dừng chân mà người dân Đài Loan họ nghỉ ngơi ở một cái địa điểm, một ngôi nhà mà họ đã làm tại một khu vực leo núi. Ở phía trong này thì họ trồng rất là nhiều các cái loài cây anh em. Cây này hình như là cây mận đấy. Cây này là cây mận anh em ạ. Cây mơ, cây mận đấy, giữa rừng núi đấy. Mùa này thì hình như là chưa ra quả đâu. Mà mình quan sát là cái cây, không biết là có đúng không, nhưng mà cái cây mận thì đến bây giờ thì nó cũng ra trái rồi. Hay là một cái loài hoa giống kiểu hoa đào ấy. Đấy, giống kiểu hoa đào đỏ ấy. Wow, và ở phía trên này thì có một cái ngôi chùa cũng khá là đẹp anh em ạ, ở phía trên núi luôn. Đây là một cái ngôi chùa rất là đẹp. Ở phía trong thì một cái khuôn viên ở phía trong thì họ trồng đều tất cả các cái loài hoa ở phía bên trong anh em ạ. Đấy. Bây giờ mình sẽ đi vào phía bên trong để khám phá anh em nhé.
Lúc nãy thì mình cũng tính là đi vào phía bên trong một cái ngôi chùa mà mình bắt gặp để ở phía trên núi để review cho anh em xem. Nhưng mà cái ngôi chùa ở phía trên núi thì họ đã đóng cửa rồi. Đấy, nên là mình không vào phía bên trong để review cho anh em được. Thì mình lại tiếp tục đi anh em xem, ở đây là họ đóng cửa rồi. Đấy, là không vào phía bên trong để review được. Nên là bây giờ bắt buộc là mình lại tiếp tục đi thẳng lên phía trên núi để khám phá cho anh em và mọi người cùng xem. Đấy, đi lên những cái đoạn đường này thì mình thường thấy rất là nhiều người dân Đài Loan họ ở phía trên đi xuống. Chủ yếu là ngày hôm nay thì họ chủ yếu là đi du lịch và đi chơi. Đây là hình ảnh của một người dân Đài Loan đi leo núi vào một chú cún rất là đẹp. Ni hao. Đấy. Kèm theo ông đi leo núi và một chú cún đi theo anh em ạ. Một chú cún là bản thân đấy. Khung cảnh trên này rất là đẹp anh em ạ. Ở phía trên này thì có rất là nhiều các cái loài cây cổ thụ hàng chục hàng trăm năm tuổi giữa rừng núi. Rồi có rất là nhiều các cái loài cây hoa rừng mọc giữa rừng này rất là đẹp luôn. Giữa rừng tự nhiên phải nói có rất là nhiều các cái loài hoa mà nó mọc khá là đẹp ở đây. Đấy, ở đây thì có một cái biển là có chữ là I love you đấy anh em. Đây, đấy, cái biển này thì người dân Đài Loan họ làm cũng rất là đẹp. Đấy, ở giữa này thì rất là nhiều các cái loại cây hoa. Mình hiện tại bây giờ đang trên đường xuống núi thì thường bắt gặp người dân Đài Loan hiện tại bây giờ họ cũng đang trên đường đi lên núi đấy, đi leo núi đấy. Cung đường này thường thường là người dân Đài Loan họ đi tập thể dục thể thao rất là nhiều. Đấy, xe cộ đi lại cũng khá là nhiều anh em. Từ xe máy cho đến người dân đi bộ đi leo núi đấy. Phải nói là ở phía trên này là có rất là nhiều các cái loài cảnh đẹp giữa rừng núi. Nếu như mà có thời gian thì mình sẽ phải đi khám phá và trải nghiệm và review cho anh em xem tất cả những cái ngọn núi trên đất nước Đài Loan, được người dân Đài Loan họ xây dựng những cái công trình như thế nào. Mình sẽ quay review lại để anh em và tất cả mọi người có thể vào trải nghiệm và khám phá. Đấy, phía trước mình là ở đây là cây cối, anh em thấy cây rừng nó mọc rất là đẹp. Cái cây này nó giống như kiểu mà cái cây tràm anh em này, giống như kiểu cái cây tràm lá vàng của người Việt Nam mình ấy. Nhưng mà cái lá này nó rất là nhỏ. Đấy, nhưng mà đây là một cái loại cây giống kiểu tràm tự nhiên ấy, cái tràm tự nhiên, tràm giữa rừng của Đài Loan ấy. Cây này rất là cứng luôn. Phải nói nếu mà như mà trời mà nắng thật to thì lúc mà ở phía dưới núi mà đi lên ấy, đi lên được khoảng độ tầm một nửa đường ấy anh em, thì rất là mệt luôn, bởi vì phía dưới kia nắng rất là to mà không có gió. Nhưng mà khi mà mình leo lên được tới trên đỉnh lưng chừng trên đỉnh này rồi, đường đi rất là phẳng, rất là bằng rồi, thì phía trên này cảnh vật rất là đẹp và rất là mát anh em. Trên này gió thổi rất là to, rất là mát luôn. Hiện tại bây giờ uống nước xong rồi, mình lại tiếp tục đi tiếp. Hiện tại bây giờ mình đang còn trên đường xuống núi.
Bởi vì nếu mà đi được hết cả một cái cung đường này thì rất là phải hết một ngày anh em, hơn một ngày, khả năng mình cũng chưa đi hết được. Đấy, phải nói là công trình ở trên núi người dân Đài Loan họ xây dựng rất là đẹp, rất là công phu.